lại nữa rồi. Ông mà cứ như vậy hoài là không được đâu đó. Từ giờ trở đi, mỗi lần ra ngoài với tôi đó, ông chỉ được thả bom đúng 3 lần thôi đó. 3 lần? Phải, ông nhớ chưa? Ủa vậy là nhiều lắm đó. Không ngờ là Liễu phàn hào phóng với tôi dữ vậy. Giờ thì chỉ còn lại đúng 1 lần thôi. Ông nhớ chưa? Nhớ. Tức là mình phải tiết kiệm lại. Phải, nên xài tiết kiệm, thật là tiết kiệm vào nha. À, ok. À, sắp đến kỷ niệm rồi đó. Kỷ niệm? Ông muốn tôi tặng quà gì nè? Ủa mà, kỷ niệm gì? Tặng cái gì? Kỷ niệm 100 ngày đó. Ừ, 100 ngày? Nhưng mà 100 ngày của ai? Ông thực sự không nhớ, hay là ông đang chọc ghẹo tôi đó? Ừ, 100 ngày. Nhưng mà 100 ngày gì? Chúng ta quen nhau gần sắp tới ngày 100 rồi đó. Ông không nhớ sao? Nhớ làm sao đúng không được. 100 ngày chúng ta quen nhau đúng không? Nhớ chọc bà thôi. Có lẽ là đây là lần đầu tiên trong đời tôi có bạn trai, cho nên tôi rất nôn nóng và hồi hộp, mong sao cho đến ngày đó. Còn ông hình như là không có cảm giác đó thì phải. Có lẽ chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, cho nên ông chưa hiểu hết về tôi. Không, hiểu. Surprise! Tôi sẽ dành cho bà ngày đó một cái sự kinh ngạc, một sự ngạc nhiên. Sự ngạc nhiên? Ngạc nhiên đó là gì vậy? Không nói đâu. Bởi vì nói ra thì còn gì là một cái sự bất ngờ nữa. Nói sơ qua cho tôi nghe với. Thôi mà ráng chờ đi. Chờ đến cái ngày đó mình mới thấy một cái sự bất ngờ. Lúc đó mình mới ngạc nhiên thật sự. Thôi mà ráng chờ đi Liễu. Chờ nghe. Vậy là ngày hôm nay ông đã xài hết rồi nghe. Nói chung á là con phải giúp ba. Con phải lên một cái kế hoạch ha. Nó hết sức là romantic. Biết romantic không? Dạ, lãng mạn. Chính xác, giỏi. Lãng mạn, tình tứ, ha không? Tiền bạc không thành vấn đề. Ok. Nhưng mà con phải làm sao hả ba? Sao hỏi ba? Ba đang nhờ con. Hiểu không? Động não, mình phải động não. Suy nghĩ làm sao để bà có thể một lần mà bà nhớ suốt cuộc đời. Được không? Nhưng mà con phải làm sao bây giờ? Ê, tao mệt rồi nha. Tao nói chuyện với mày tao mệt rồi nha. Kế hoạch tao cũng phải đưa ra. Yêu cầu romantic, tình tứ, thơ mộng. Để người ta một lần thì không bao giờ quên được. Hiểu chưa? Con hiểu rồi, nhưng mà con phải làm sao hả ba? Tao chưa nhận mày làm cái gì? Cái yêu cầu ở đây là chỉ là làm sao cho nó lãng mạn, cho nó tình tứ. Tiền bạc không thành vấn đề. Nhưng mà con biết làm gì? Nói chuyện với mày tao mệt lắm nha. Tao yêu cầu rất đơn giản, lãng mạn tình tứ để bà nhớ đời, hiểu không? Con hiểu rồi, nhưng mà ý con hỏi ba là ba muốn con làm sao á? Tao chóng mắt với mày luôn. Không hiểu hả? Bây giờ nè, kế hoạch con phải đưa ra làm sao lãng mạn, tình tứ, romantic. Để làm chi? Người ta cảm nhận một lần để người ta không bao giờ quên được, hiểu không? Sao khó dữ vậy ta? Trời ơi! Mày về suy nghĩ đi! Dạ. Thiệt tình! Tự nhiên giao mình công việc này, biết làm gì đây? Thiệt tình! Con là Ngọc là ba ơi. Vô. Dạ thưa ba, con đã nghĩ ra 100 ngày cho ba rồi. 100 ngày tao chết hả?
Dạ không, ý con nói là 100 ngày kỷ niệm yêu nhau của ba với cô ấy. Vậy hả? Đầu tiên, ba sẽ mời cô ấy vô một quán cà phê. Mới đề ba chưa thấy hấp dẫn. Dạ chưa, cà phê là phần màu đầu thôi, phần sau mới hấp dẫn ba. Nói. Nhưng mà ba nhớ nha, ba phải mời cô ấy vô một quán cà phê thật là lãng mạn. Không gian cà phê chỉ có ba và cô ấy thôi. Hấp dẫn không? Dạ chưa, phần sau nữa mới hấp dẫn ba. Vậy hả? Nói. Ba và cô ấy đang thưởng thức từng ngụm cà phê, bỗng nhiên đèn tắt hết. Tôi thui hấp dẫn không? Đừng hấp dẫn là ba. Rồi nói. Sau khi đèn tắt sẽ xuất hiện nguyên một dàn nhạc đứng sau lưng ba. Hấp dẫn chỗ nào? Dạ cái này mới hấp dẫn nè. Con bảo đảm ba thích liền, con mới vừa nghĩ ra thôi mà con đã thấy thích lắm luôn hả ba? Vậy hả? Nói. Dàn nhạc sẽ chơi bài tan 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 tan. Vậy mà chưa đủ lãng mạn hả ta? Sao mới đủ lãng mạn rồi trời? Tôi tò mò quá à. Ông có thể bật mí cho tôi một chút thôi có được không? Không. Không được là không được. Tôi đã kể cho mấy bà bạn tôi nghe, họ ganh tị quá trời, cứ một hai đòi đến coi cho bằng được. Nhưng mà tôi đã từ chối hết rồi. Cái chuyện này là chỉ để dành cho Liễu của tôi thôi. Bà hiểu không? À, chút xíu nha, chút xíu gọi lại. Vô đi. Dạ, ba sao rồi con? Ừ, sao rồi con? Nghĩ ra ý tưởng gì chưa? Con cũng đang nghĩ mà chưa ra. Trời ơi trời, cái ngày đó sắp tới rồi đó con rể ơi. Người ta sẽ thất vọng nếu mà... Chuyện đó không đơn giản như ba tưởng tượng đâu ba ơi. Ba biết cái chuyện đó. Nhưng mà cái ngày sắp tới người ta đang mong chờ cái chuyện đó. Người ta sẽ thất vọng. Ba chỉ yêu cầu một cách hết sức là đơn giản là con động nào có suy nghĩ, con tìm ra một cái sự kiện gì đó mà nó hết sức là lãng mạn, nó hết sức là tình tứ để người ta một lần mà nhớ tới chết. Dạ, con sẽ nghiên cứu kỹ lại. Không, lấy ra lên. Dạ. Vậy đi. Mà khoan, lấy. Thật sự thì ba biết là ba giao một cái nhiệm vụ quá sức đối với con. Nhưng mà con cũng thương ba. Ba không còn ai để nhờ vả hết. Ba chỉ biết nhờ vào cái thằng rể quý của này thôi. Thằng Ngọc của ba thôi. Ngọc Hoàng đó, hiểu không? Cho nên cố gắng giùm ba nghe con. Ráng lên con. Dạ, dạ, con hiểu rồi ba. Bây giờ mình phải làm gì hả ba? Trời ơi, làm gì là làm gì? Dạ, 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 ba cứ tin tưởng thôi con. Đồng nào? Vô đi. Sao rồi con? Nghĩ ra ý tưởng gì chứ? Dạ con đã làm xong rồi. Bây giờ ba xem qua rồi ba có bổ sung gì rồi cái con vận dụng đầu óc trí não của con sửa lại. Ba tin mà mới biết con sẽ làm được. Sáng sinh với cái con người có những cái ý tưởng hay như vậy. Bà mới vừa nói gì? Very nice. Con đúng là Ngọc Hoàng của ba, là thượng đế của ba. Ba đồng ý kế hoạch này hả ba? Dạ, chi phí có hơi cao nhưng mà rất hợp với dáng của ba. Tiền bạc không thành vấn đề, quan trọng là gì? Một lần nhớ đời. Dạ. Ba một cái đi con.
Với tôi bao nhiêu tiền không thành vấn đề. Cái quan trọng là anh cố gắng cho tôi thuê nha. Cố gắng giúp tôi lần này nha. Nha. Rồi anh cảm ơn. Các khâu đã chuẩn bị xong hết chưa? Dạ. Cô xong rồi hả cô? Mình đi để ba con đợi nha cô. Ê, cô cẩn thận. Mà nè, ba con đang làm gì vậy? Có thể bật mí cho cô biết được không? Ôi trời, cô hồi hộp quá. Dạ, cô tới đó đi rồi sẽ biết mà. Mình đi hả cô? Mời cô ra xe. Chiếc ghế đằng kia là của cô. Nơi đó sẽ có những điều bất ngờ và thú vị dành cho cô. Mời cô. Ba thấy sao rồi ba? Nè, ba. Ông có sao không? Ba con bắt cái tầm cao quá cho nên bị ho gột. Đau. Con biết rồi. Đau. Biết rồi đừng nói nữa ba. Hai chữ phong trung đã nô yên. Chữ xa đã chẳng nô sư yêu yên. Chuyện bù khuê.